mà mê cái vị ngọt độ giòn cũng như độ mỏng nước của hầm giòn thì chắc chắn không thể bỏ qua món ức gà hầm giòn này. Công thức mọi người có thể tham khảo trên màn hình nhé. Ức gà sau khi rửa sạch với muối sẽ cho vào luộc cùng hành tím để hưởng mùi tốt hơn. Trong khi đợi ức gà chín, chúng ta sẽ đi sơ chế các nguyên liệu khác. Cà rốt, dưa leo sau khi bào vỏ sẽ thái sợi để dễ ngấm gia vị. Hành tây sau khi gọt và cắt miếng thì sẽ cho vào tô nước đá để khử mùi hăng. Mình có một tip khác đó là mọi người có thể cho vào ngăn đông, tủ lạnh trước khi sơ chế để khử mùi hăng nhé. Hầm giòn sẽ cắt miếng vừa ăn và thái nhỏ rau thơm cùng với rau răm. Ức gà sau khi vớt ra để nguội thì chúng ta sẽ xé miếng vừa ăn. Sau khi các nguyên liệu đã hoàn tất thì tiến hành làm nước trộn gỏi. Nước trộn gỏi sẽ bao gồm 4 muỗng nước mắm, 3 muỗng đường, 3 muỗng chanh cùng với tỏi và ớt băm. Chúng ta sẽ cho rau củ vào trộn trước để dễ ngấm gia vị, sau đó sẽ đến ức gà và cuối cùng là hồng và rau thơm, rồi sẽ trộn đều tất cả. Bây giờ chúng ta sẽ cho gỏi lên đĩa và trang trí cùng một chút rau thơm, đậu phộng, hành phi và bán phồng tôm. Đi kèm sẽ có một chén nước mắm cho ai muốn ăn đậm đà hơn. Mời mọi người cùng thưởng thức. Món gỏi này khá thích hợp cho những buổi tụ họp, gặp mặt gia đình và bạn bè, sau đó cùng nhâm nhi và trò chuyện. Chúc mọi người sẽ thành công với món ăn này nhé!